Vâng, là em đây. Cửa hàng xe máy Phương Nam kính chào quý khách nha. Hôm nay cửa hàng giới thiệu đến các bạn một chiếc GBX nhập Thái 220 phân khối. Xe này đã lên 2 bô, chống đổ, đèn trợ sáng và một số đồ chơi cơ bản như chắn bồn. Đó, gấp biển số, này gấp đằng sau trong được luôn nha. Đó, thích thì để ra đây. Đó, lên 2 bô rất là đẹp nha quý vị. Đó, 2 bô hai bên này. Rất là đẹp. Form xe này rất là ngầu nha. Xe nhập Thái. FI xăng phun điện tử. Đó. Đấy, form xe cực kỳ đẹp nha. Đó. À, có rô một số như cả tay côn này. À, cùng dầu này, đấy, đồ chơi là kính nè, một cặp kính đó. À, có cái chắn gió, đèn led hai tầng nha. Đó. Chống đổ hai bên này, chống đổ đèn luôn hai bên. Đó. Rồi, xe này rất là đẹp nha, nổ máy cho các bạn nghe nha. Xe này đời mới nha. Đó, chìa khóa cũng nằm ngầu nha, chìa khóa này. Con này mới chạy được 6.000 cây nha quý vị. Nghe bô sướng lắm. Đó, máy móc êm, bô lỗ rất là sướng. Rồi, ok. Anh em nào thích thì alo qua số điện thoại giúp mình nha. Số điện thoại của mình là hai số này đây. Đấy, 0977 355 248. Chụp màn hình này giúp mình nha. Zalo là 038 552 4849. À, đường Thủ Hoa Vân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. YouTube là Bầm Xe Máy. Cửa hàng có bán trả góp, có ship xe toàn quốc, Bắc Trung Nam đều ship được hết. Đấy, quý vị ưng xe nào thì cứ nhắn tin qua Zalo giúp mình, bên mình sẽ báo giá chi tiết. Hoặc ok, cảm ơn quý khách rất là nhiều.